Xin trân trọng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Các bạn thấy hôm nay bàn thờ đã được để một cái thông là chúng ta thấy Chúa Hài Đồng sắp đến. Chúng ta chỉ còn có 3 tuần lễ nữa thôi là chúng ta sẽ được nhìn thấy Chúa Hài Đồng. Và trong cái niềm hân hoan của tháng 12, Hạnh Dung mong muốn tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ tham gia giờ đọc kinh nhiều hơn nữa và mời gọi mọi người để chúng ta sốt sắng để chờ đợi đón mừng Chúa Giáng Sinh. Và bây giờ xin trân trọng kính mời nhóm phụng vụ tín hiệu chưa được, xin quý vị đợi chút xíu. Wi-Fi nó yếu á, nên Hạnh Dung chưa thấy. Giờ thấy rồi.
Giờ mời hai bạn Ngọc Trinh với lại Hoàng Bích, hai em cùng Bắc Kinh. Ngọc Trinh, Yến, Bắc Kinh. Nhà danh cha và con và thơ thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thấm viếng muôn con, ban chúng cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đấng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm ủ con ngày đêm, nhuần thầm sơ khôn tràn đàn ơn thiêng. Âm từng tháng 12, trong tâm từng chờ đợi Chúa đến, trong tuần thứ nhất mùa vọc này, lời Chúa muốn nhắn nhủ với chúng ta là Chúa đến gần rồi đó, còn chúng ta hãy lo chuẩn bị sẵn sàng để đón Chúa, chuẩn bị bằng thái độ tỉnh thức và cầu nguyện, bởi vì Chúa đến với chúng ta rất bất ngờ ngay khi chúng ta lo cặm cụi làm các công việc thường ngày của mình, như nấu cơm, giặt giũ, may vá, đi ruộng, đi chợ, đi học, đi làm, vân vân. Rồi chúng ta còn biết tỉnh thức để luôn luôn cảnh giác về những tình trạng lỗi phạm mà chúng ta thường gặp, như lười biếng, như bỏ đọc kinh cầu nguyện, như làm thương tổn cho người khác, như là mất lòng những anh chị em chung quanh chúng ta, sống thiếu lòng bác ái. Mùa vọng đón chờ Chúa Giáng sinh, xin Chúa thắp sáng niềm tin trong mỗi người chúng con. Tin truyền tin, Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho rất thân Đức và Maria. Và ra thân Đức và chịu thai với phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tội tha, Đức Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúc ấy ngồi thương hai xuống thế gặp người và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy sắc thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con. Đang chiều nay những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn con Chúa chịu nan chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy thân nữ đồng trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ. Xin bầu chưa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhân lời,
nên vì xưa ấy con ấy đồng trong cây thân phan chạy đến sớp mình xuống chơi chân nước mẹ là nữ đồng trinh đến hết các kẻ đồng trinh xin nước mẹ đôi đến con là cái tôi lỗi lấy mẹ là mẹ chưa cứu thế xin chưa bỏ lời con kêu xin mua số lòng thương mà nhân lời con cùng amen cầu nguyện xin mẹ gỡ nút thắt. Ôi mẹ, đứng có đôi tay làm việc không ngừng vì đoàn con yêu dấu. Xin thương, đói nhìn đến bó nút thắt đang làm con chết ngạt. Mẹ biết nỗi thất vọng và nỗi đau của con. Mẹ biết những nút thắt làm con tê liệt thế nào. Ôi Maria, người mẹ mà Chúa đã ủy thác để tháo gỡ những nút cuộc đời của con cái mẹ. Con xin đặt vào tay mẹ giải vây băng đời con. Không ai, ngay cả tên xảo quyệt có thể lấy đi sự giúp đỡ đầy thương xót của mẹ. Trong tay mẹ, không có một nút thắt nào mà lại không thể tháo gỡ. Mẹ là mẹ Đức Giêsu đấng giải thoát chúng con. Hôm nay, xin mẹ nhận lấy nút thắt mà chúng con đang đập phải. Vì vinh quang Thiên Chúa, con xin mẹ tháo gỡ và tháo gỡ luôn mãi. Con hy vọng nơi mẹ. Mẹ là đấng an ủi mà Chúa đã ban cho chúng con. Mẹ là sức mạnh cho sự mỏng giòn của chúng con. Là sự sung túc cho sự bần cùng của chúng con. Là sự giải thoát đối với tất cả những gì ngăn cản chúng con ở cùng Đức Kitô. Xin mẹ nhận lời con, xin mẹ giữ gìn con, xin mẹ hướng dẫn con, xin mẹ che chở con. Mẹ là nơi ẩn náu vững chắc của con. Ôi Maria, đứng tháo gỡ những nút thắt. Xin mẹ cầu nguyện cho con. Amen. Kính thưa quý cộng đoàn, xin hiệp thông cầu nguyện cho gia đình nào có ngày giỗ hôm nay và cầu nguyện cho các linh hồn qua kinh vực sâu. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhầm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp đôi nào ai rồi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cũng vì lời Chúa ban ha. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm chẳng được Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành, hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm chân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Kinh cầu cùng Tổng lãnh Thiên thần Mikael. Lạy ơn Tổng lãnh Thiên thần Mikael, xin giúp chúng con trong cơn giao chiến đánh phá sự hiểm ác mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sắp mình nguyện xin Chúa chế trị nó, cùng xin nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ Satan cùng các quỷ dữ đang rong ruổi làm hại các linh hồn và bắt chúng giam cầm trong quả ngục. Amen. Kinh rước lệ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa con ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa con trong linh hồn con. Xong la, bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chiều Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ổng lấy cùng hợp là một cùng Chúa con cho tròn. Xin Chúa cho con chớ để con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.
chúng con cây vì chân Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Đa Minh, linh hồn Augustino, linh hồn Teresa, linh hồn Maria Magdalena, linh hồn Martha, hai linh hồn Vincente, hai linh hồn Anna, 15 linh hồn Maria, 15 linh hồn Phêrô, 16 linh hồn Giuse, linh hồn Francisco Xavier và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Đa Minh, linh hồn Augustino, linh hồn Teresa, linh hồn Maria Magdalena, linh hồn Martha, hai linh hồn Vincente, hai linh hồn Anna, 15 linh hồn Maria, 15 linh hồn Phêrô, 16 linh hồn Giuse, linh hồn Francisco Xavier và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn Đa Minh, linh hồn Augustino, linh hồn Teresa, linh hồn Maria Magdalena, hai linh hồn Martha, hai linh hồn Vincente, hai linh hồn Anna, 15 linh hồn Maria, 15 linh hồn Phêrô, 16 linh hồn Giuse, linh hồn Francisco Xavier và các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Giêsu Maria, Giuse, con bên yêu xin cứu rỗi các linh hồn ở lửa luyện ngục được lên thiên đàng. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Giêsu Maria, Giuse, con bên yêu xin cứu rỗi các linh hồn ở lửa luyện ngục được lên thiên đàng. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Giêsu Maria, Giuse, con bên yêu xin cứu rỗi các linh hồn ở lửa luyện ngục được lên thiên đàng. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Hồi Đức Mẹ Mân Côi, cảm ơn chị Hạnh Dung đã phát kinh và cảm ơn chị Hoàng Bích đã bắt kinh 12 giờ trưa nay. Mời các bạn tham gia hội Đức Mẹ Mân Côi để nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Quý vị muốn khi sinh vào hội Mân Côi, xin vui lòng cho biết tên thánh họ và tên ở phần bình luận hoặc có thể nhắn tin riêng. Xin chân thành cảm ơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời cộng đoàn nghe một bài hát để kết thúc giờ kinh trưa nay.
dâng lời chào mẹ khi đời đầy môi cười và khi cô đơn lệ rơi. Con say sưa đọc lên lời Ave Maria. Qua bao năm lạc đường đời, bao đêm sương mù tối, Maria mẹ ơi, hồn đọc kinh của hội Đức Mẹ Mân Côi đến đây là hết. Hạnh Dung kính chúc quý vị một tháng 12 mùa vọng thật là nhiều hồng ân Chúa ban qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria. Cảm ơn quý